Chúng ta đang rất gần sự kiện cực kỳ lớn cũng như là có tầm ảnh hưởng đến thị trường crypto nói riêng và thị trường tài chính nói chung, đó chính là bầu cử ở Mỹ. Hình như mọi người đã thấy rằng là cái thời gian vừa qua thì Tổng thống Donald Trump luôn dẫn trước ở trên Polymarket, nhưng mà ngày hôm qua thì nó đã rút ngắn cái khoảng cách đó rồi và thị trường thì cũng có một cái đợt điều chỉnh rất là sốc, và đa phần altcoin thì nó tìm về cái đáy của cái đợt ngày mùng 5 tháng 8 và khiến cho tài khoản của anh em thì cũng đã sụt giảm khá là nhiều. Vậy thì ở trong cái thời điểm hiện tại này thì chúng ta nên làm gì? Và cũng như là mọi người cần chú ý những gì trước và sau bầu cử để mà mọi người có cái kế hoạch đầu tư cho nó hợp lý, thì ở video này chúng ta sẽ cùng nói đến cái đấy nhá. Thì trước tiên mình sẽ cập nhật qua một chút về cái tình hình bầu cử cũng như là những cái sự kiện quan trọng ở trong cái thời gian tới. Thì trước tiên về tình hình bầu cử thì hiện tại theo thống kê ở trên Polymarket nhá, thì cái phần thắng nghiêng về Tổng thống Donald Trump với lại là 57,1%, còn đối thủ của ông là bà Harris thì chiếm 43% thôi. Tuy nhiên đây là một cái trang cá cược nên là chúng ta cũng không thể nào mà chắc chắn 100% là cái tỷ lệ nó nghiêng về ông Trump là ông Trump sẽ giành chiến thắng nhá. Thì mọi người cần chú ý đến cái lịch cũng như là khi nào thì chúng ta sẽ biết cái kết quả bầu cử nhá. Và không chỉ riêng thị trường crypto này đâu mà cả thị trường tài chính và cả những cái quốc gia đều đang theo dõi cái tình hình bầu cử rất là sát sao á. Đấy là hoàn toàn nó có thể là có những cái thông tin sai lệch hoặc là cố tình tạo ra những cái thông tin để mà phục vụ cái mục đích gì đó, và cái thị trường crypto của chúng ta nó rất là dễ biến động ấy, nên là một cái thông tin nhỏ thôi thì rất có thể nó cũng sẽ gây ra cái tình trạng biến động rất là lớn, nên là anh em cần chú ý nhá. Rồi, và cái thời gian bỏ phiếu sẽ là bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 11 nhá, và sau đó thì sẽ kiểm phiếu. Và khi mà kiểm phiếu như vậy thì có thể là nếu nhanh ý, thì khoảng là sau một ngày thì chúng ta có thể có cái kết quả của bỏ phiếu. Nhưng mà mọi người chú ý nhá, đây là bỏ phiếu phổ thông thôi, tức là người dân Mỹ đi bỏ phiếu nhá. Cái này ý, nó không quyết định được là 100% là ai sẽ giành chiến thắng đâu. Mà kết quả cuối cùng để mà biết ai là người chiến thắng ở trong cái đợt bầu cử này ý, nó sẽ phải phụ thuộc vào phiếu đại cử tri nhá. Nên là ngày mùng 5 tháng 11 ý, là dân Mỹ đi bỏ phiếu nhá. Và sau đó thì chúng ta có thể là có những cái thông tin của những cái đài truyền hình hay là những cái bên báo chí ý. Đấy, họ sẽ có những cái cuộc thăm dò và họ sẽ thống kê. Và cơ bản thì chúng ta cũng sẽ có thể là có những cái thông tin sơ bộ đấy, và khoảng là gần cuối ngày mùng 5 tháng 11 hoặc là có thể là sang ngày hôm sau. Nhưng mà để chính xác ý, thì nó phải khoảng là 2-3 ngày sau thì mới có thông tin chính xác về tỷ lệ mà bỏ phiếu cho hai ứng cử viên này. Nhưng mà mọi người chú ý, cái này mới là bỏ phiếu phổ thông luôn nhá. Nếu mà cái tỷ lệ nó chênh lệch rất là lớn ý, thì chúng ta có thể là biết được là ai sẽ là tổng thống. Còn nếu mà tỷ lệ nó sát nhau, nó không chênh lệch quá nhiều ý, thì để mà biết ai là tổng thống thì sẽ phải đợi đến là bầu cử ở quốc hội nhá. Đó là các đại cử tri sẽ đi bỏ phiếu và sau đó thì chúng ta mới xác định được là ai là tổng thống. Và cái thời gian mà diễn ra bỏ phiếu đại cử tri ở quốc hội ý, thì sẽ là ngày 17 tháng 12. Và sau đó thì chúng ta có thể là có những cái thông tin bị leak ra. Nhưng mà để chính thức ý, biết ai là người mà thắng cử ý, thì sẽ phải là đến ngày mùng 6 tháng 1 năm 2025 thì quốc hội mới công bố. Và sau khi mà chính thức có kết quả kiểm phiếu đại cử tri rồi ý, biết ai là người thắng cuộc rồi ý, thì ngày 20 tháng 1 thì tổng thống mới sẽ tuyên bố nhậm chức và tiến hành điều hành đất nước từ cái thời điểm đó nhá. Nên là anh em chú ý cái thời gian sắp tới ý, nó chưa có gì là chắc chắn cả đấy, và những cái thông tin mà anh em nghe được hay là thấy được ý, thì anh em cũng không nên là tin 100% đâu, vì không có gì là chắc chắn hẳn cả. Trừ khi là cái đợt kiểm phiếu phổ thông nó có kết quả chênh lệch quá lớn ý, thì chúng ta mới có thể là nắm chắc biết ai là tổng thống. Còn đâu nếu mà nó không chênh lệch quá lớn thì chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm nhá. Nên là cái thời gian sắp tới ý, thì mọi người cần cẩn thận nhá. Thứ nhất là anh em nào mà đánh future các thứ ý, thì nên cẩn thận, tại vì ý, những cái thông tin, những cái tác động nó có thể là đến bất cứ lúc nào, cũng như là những cái thông tin đó hoàn toàn có thể là sai lệch. Anh em còn nhớ là cái thời điểm mà Bitcoin ETF không? Có thông tin giả là Bitcoin được chấp nhận, sau đó lại đính chính lại nó. Và cái đợt đó thì nếu mà anh em nào mà chơi future hay anh em nào mà đánh theo tin các thứ ấy, thì đã thiệt hại rất là nhiều đúng không? Cái thị trường này nó biến động rất là nhanh nên là chỉ cần thông tin ra cái thôi là giá nó chạy ầm ầm rồi. Có khi đó chỉ là hợp thức hóa thôi. Đó, nên là anh em cần cẩn thận trong cái thời gian sắp tới khi mà anh em muốn là đánh future nhá. Còn anh em nào mà chơi spot cũng vậy, anh em chú ý là hạn chế mà chúng ta đi lệnh lớn này, cộng với lại là anh em hạn chế chơi meme rồi là low cap nhá, những cái đồng coin có vốn hóa nhỏ thì anh em hạn chế chơi nhá, tại vì những cái biến động như thế thì hoàn toàn là anh em có thể là bị thiệt hại rất là nhiều.
Và ngoài ra ngày mùng 7 tháng 1 ấy, thì chúng ta cũng có một cái sự kiện rất là quan trọng, đó chính là công bố lãi suất của Mỹ đúng không? Hiện tại ở trên CME ấy, thì có 99,9% nghiêng về cái trường hợp là Fed sẽ giảm 0,25%. Và từ giờ đến đó ấy, nếu mà không có gì thay đổi về cái tỷ lệ này ấy, thì thị trường nó cũng sẽ nghiêng theo cái phần là bên bầu cử thôi. Và nếu mà nó có gì thay đổi ấy, thì nó cũng sẽ gây ra những cái tác động về giá nhé. Đấy nên anh em cũng cần chú ý cái này. Hiện tại Bitcoin sau khi mà lên 73k sau đó thì nó bị đẩy về cái vùng là 68k ấy, thì altcoin nó giảm khá là nhiều. Tại vì hiện tại ấy, thì xu hướng nó chưa rõ ràng, mọi người còn đang chờ cái kết quả của bầu cử nữa. Nên là nhà cái cũng chưa đưa ra những cái hành động cụ thể, mà hiện tại họ chỉ đang là thao túng mọi người thôi, khiến cho mọi người sợ hãi và nhả đi những cái con hàng mà mọi người đang hold, cũng như là tập cho mọi người cái thói quen tối ưu. Cái này chúng ta đã nói rất là nhiều rồi. Đây mọi người nhìn lại mà xem, có rất là nhiều lần là giá của Bitcoin đã lên tới vùng 70k sau đó lại bị đẩy xuống. Cùng với đó là altcoin cứ nhú lên được một tí cái là nó lại giảm, là altcoin lại giảm sâu hơn, khiến cho cái thời gian qua tài khoản của anh em là thua lỗ rất là nhiều. Anh em rất là chán và sợ hãi, cũng như là cái tâm lý của anh em ấy nó không còn tin vào uptrend nữa. Bây giờ mọi người không còn mơ mộng là x10, x20 lần tài khoản nữa đâu, mà bây giờ đa phần mọi người chỉ mong là được về bờ thôi. Nhưng về sau này khi mà nó tăng trưởng trở lại thì mọi người cũng sẽ nhanh chóng quên đi, và mọi người cũng sẽ lại tham lam trở lại. Mọi người đầu tư nhưng mà tâm lý của mọi người nó rất là dễ thay đổi ấy. Em chỉ nhớ lại cái thời điểm trước ở đầu năm thôi, anh em đã từng FOMO như thế nào. Và chính vì FOMO như vậy nên là mọi người mua rất là nhiều ở cái thời điểm đó. Do vậy đến khi mà nó điều chỉnh cho đến hiện tại ấy, tài khoản của anh em chia rất là nhiều. Đấy, anh em nhớ lại xem, anh em đã từng là kỳ vọng là uptrend sớm, anh em mua rất là nhiều đúng không, mua hết luôn. Nhưng mà sau đó thì nó giảm một cái là dần dần anh em lại mất hết cái niềm tin đó. Và khi mà nó tăng trở lại thì anh em lại dần dần lấy lại niềm tin, và sau đó lại all in tất cả ở những cái lúc mà nó tăng trưởng rất là mạnh ở cái con sóng uptrend. Nhưng mà chính vì những cái lúc FOMO mạnh như vậy ấy, nên là đa phần mọi người thường không có chốt được khi mà thị trường nó qua cái uptrend đi và nó đi vào downtrend. Cái này thì anh em tuyệt đối là phải nhớ ở trong cái thời gian tới. Hiện tại anh em đang thua lỗ và giá thì nó rất là chán nên là anh em mất niềm tin. Nhưng mà anh em nhìn lại đi, bây giờ mọi người mất niềm tin thì ai sẽ là được lợi? Tại sao nó lại cố tình là làm cho mọi người mất niềm tin như vậy? Để làm gì? Bên nào sẽ là được lợi nhất khi mà mọi người bán tháo ở đây, khi mà mọi người ham tối ưu ở đây? Và anh em bảo là thị trường này nó toàn UBO, đúng rồi. Dự án nào nó cũng UBO anh em mà thôi. Nhưng quan trọng là nó úp ở đâu và úp như thế nào thôi. Bây giờ dự án nào nó cũng làm để nó kiếm tiền. Thế bây giờ mà giá nó đang thấp như này thì úp được ai đúng không? Bây giờ mọi người đang thua lỗ như này, mất niềm tin như này thì làm sao mà bán được? Bây giờ làm sao mà xả hàng được? Xả ra một cái là giá nó cắm ngẩm xuống, làm sao mà xả được? Anh em nhìn lại đi, những cái altcoin ấy, anh em thấy rằng là đa phần nó đang có dấu hiệu đi ngang rồi. Cái đợt sụt giảm ngày hôm qua thì nó tìm về cái đáy ngày mùng 5 tháng 8 thôi, nhưng mà nó cũng không thủng qua đấy đúng không, rất là ít dự án thủng qua đấy thôi, đa phần nó vèn đấy xong nó đi lên. Nếu mà sắp tới không có những cái biến động quá mạnh ấy thì nó sẽ không thủng cái đáy đấy đâu, trừ là Bitcoin giảm quá mạnh và có những cái thông tin nó cực kỳ sốc, ví dụ như là tổng thống Donald Trump mà không đắc cử hay là như thế nào đó ấy, thì có thể đó. Nhưng mà về lâu dài ấy, thì chúng ta sẽ vẫn có cái sự tăng trưởng mà thôi đúng không? Thứ nhất là về cái tính chu kỳ này, anh em đều biết rằng là sau 6 đến 8 tháng kể từ cái thời điểm halving ấy, thì thị trường nó sẽ tăng trưởng rất là tốt đúng không? Cái thứ hai ấy, là sau mỗi cái đợt bầu cử của Tổng thống Mỹ ấy, bất cứ là đảng nào lên cầm quyền thì sau đó thì giá của Bitcoin đều tăng rất là tốt. Đây mình đã đánh dấu những cái thời gian của những cái đợt bầu cử trước này, ngày mùng 3 tháng 11 là năm 2020 này, đấy đúng không? Sau cái thời gian bầu cử giá nó tăng lên này. Đấy, và trước đó nữa là ngày mùng 8 tháng 11 của năm 2016, anh em thấy đây. Đấy, bầu cử xong giá nó cũng tăng này. Đấy, mình sẽ zoom ra. Đấy, anh em thấy không? Thì như rất là nhiều những cái yếu tố nó có lợi trong cái thời gian tới này. Ngoài ra ấy thì anh em để ý đến là vàng ETF cũng vậy. Thì sau khi mà có ETF của vàng ấy thì ban đầu nó cũng có điều chỉnh nhẹ, nhưng mà sau đó đến bây giờ anh em thấy là giá vàng nó đã tăng lên rất là nhiều kể từ cái thời điểm ETF rồi đúng không? Và Bitcoin cũng như vậy, Bitcoin mới có ETF thôi. Và sau đó thì nó cũng đã có cái thời gian điều chỉnh cái thời gian vừa qua rồi đúng không? Điều chỉnh xong rồi thì sau này thì nó sẽ tăng trưởng và phát triển bền vững mà thôi. Và khi mà Bitcoin tăng trưởng như vậy thì altcoin nó cũng sẽ có lợi đúng không? Đến một cái thời điểm nào đó thì mọi người sẽ thấy rằng là Bitcoin tăng trưởng nhiều rồi và cái tỷ lệ lợi nhuận trong cái thời gian ngắn ấy, nó sẽ không được nhiều nữa, và dòng tiền
tiền nó sẽ chuyển dần sang altcoin, và cũng như là để mà có thể là nhà cái hay là cá voi cá mập ấy, nó kiếm được nhiều tiền ấy, thì nó sẽ đánh Bitcoin xong nó sẽ chuyển sang altcoin và nó đánh nhiều vòng như vậy chứ, đúng không? Chứ không phải là 4 năm nó chỉ đánh nguyên Bitcoin đâu. Đấy là lý do tại sao mà cái chu kỳ nó vẫn cần phải đúng, đúng để mọi người tin tưởng, đúng để mọi người nhìn vào và mọi người đổ tiền vào đó. Và mọi người nói rằng là ai cũng biết rằng là chu kỳ 4 năm và uptrend thì ai cũng mua và ai cũng đợi. Nhưng mà mọi người thấy rằng là gần đến như cái thời điểm hiện tại này này, đấy, mọi người đâu có tin nữa đâu, mọi người đang rất là sợ, đúng không? Anh em nhớ lại ở đầu năm thôi, mọi người rất là tin vào uptrend và mọi người còn cho rằng là uptrend sớm và mọi người mua rất là nhiều. Nhưng mà sau đó đến bây giờ, về cái timing thời gian nó chính xác hơn, nó gần đến hơn rồi, nhưng mà sao mọi người lại mất niềm tin như vậy? Đó là cái tâm lý của mọi người, nó sẽ bị dẫn dắt bởi đường giá, nó sẽ bị thao túng bởi những cái thông tin. Anh em thấy không? Cứ giá lên một cái là anh em vui như Tết, còn đâu giá nó giảm một cái là anh em lại thấy rằng là như là thảm họa sắp đến nơi rồi. Đấy. Nên là khi mà giá nó tăng trở lại thì mọi người lại FOMO, lúc đấy mọi người sẽ mua và mua rất là nhiều, đặc biệt là cả người mới nữa. Mùa này thì người mới đến từ ở bầu cử này, tại vì bầu cử thì tất cả các quốc gia đều đưa tin này, rồi là tất cả các đài truyền hình đều đưa tin, và đặc biệt là mùa này chính trị nó có liên quan đến crypto rất là nhiều nữa. Đấy nên là sẽ có rất là nhiều người biết đến và tin tưởng vào thị trường crypto này hơn này, và cũng như là cả có Bitcoin ETF nữa, ETH ETF nữa, các cái công ty phố quân nhảy vào nữa. Đó nên là mọi người sẽ tin tưởng hơn ở các cái chu kỳ trước rất là nhiều, cộng với lại là cái thời gian qua những cái game tap to earn ấy nó bùng nổ và phát triển rất là mạnh. Anh em thấy rằng là có rất là nhiều người đã biết đến thị trường crypto này thông qua những cái game tap to earn như vậy, đúng không? Mọi người tap mọi người chỉ cần có Telegram mà kiếm được tiền rồi, thì mọi người cũng sẽ phải cần có tài khoản của các sàn giao dịch để mà mọi người bán, mọi người lấy tiền về chứ, đúng không? Đấy, thì thông qua đó thì mọi người đã biết đến thị trường crypto này rồi, nên là mùa này có rất là nhiều những cái yếu tố để mà thu hút người mới vào thị trường này. Đó là mùa này sẽ là cái mùa tốt nhất để mà nhà cái nó kiếm lợi nhuận. Và tất nhiên để mà có thể là đẩy được lên cao ấy, thì nó cũng sẽ phải là khiến cho mọi người nhà hàng bớt đi, khiến cho mọi người không còn tin nữa, đúng không? Ban đầu ai cũng biết điều đó, nhưng mà đến lúc nó xảy ra thì mọi người lại khó chấp nhận, mọi người lại không còn tin vào cái điều đó nữa. Đó là cái mà chúng ta cần phải là nhìn rộng ra, cũng như là chúng ta xác định kế hoạch cho nó phù hợp nhé. Và hiện tại thì anh em đã vào hàng rồi, những cái kế hoạch dài hạn cho con nào thì anh em cứ kiên trì, anh em giữ ở đó nhá. Còn nếu mà anh em muốn chơi thì dành một cái phần ít thôi, cũng như là chơi thì anh em nên là đặt stop loss nhá, đấy cái phần mà chơi ấy. Đó, tại vì như lúc đầu video mình có nói ấy, là cái thời gian tới ấy, thì rất có thể là thị trường nó sẽ có những cái biến động, nó sẽ có những cái thông tin thao túng, nói chung là nó sẽ rất là nhiễu đấy, nó lên xuống sẽ rất là bất thường mà chúng ta hoàn toàn là không thể nào mà kiểm soát được cái đấy, chả có thể phân tích được mấy cái thông tin nhiễu đó cả. Đấy nên là anh em cần chú ý về chơi này, nên là đặt stop loss này, nên là tránh bớt những cái low cap đi, cũng như là anh em đánh future thì cũng nên là stop loss cẩn thận, giảm volume các thứ đi. Đấy, thì đó là một vài cái mà mình chia sẻ với anh em, anh em có thể là cẩn thận cũng như là nắm được để mà có cái chiến lược phù hợp trong cái thời gian tới nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Mọi người đừng quên like video cũng như ấn đăng ký kênh để đón xem những cái video mới nhất từ kênh, cũng như là để team có những cái động lực tìm hiểu và ra nhiều những cái video có ích hơn đến mọi người nhé. Cũng như là anh em có thể là join vào nhóm Telegram, mình để link ở dưới phần mô tả của video ấy, thì vào đó chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật cũng như là chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về cái thị trường crypto này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.